Thời gian qua, những vụ việc trẻ ở lứa tuổi mầm non bị bạo hành khi tới lớp không phải hiếm, nhưng việc bé 17 tháng bị bạo hành dẫn tới tử vong mới đây đã gây phẫn nộ trong dư luận. Chính vì vậy, để tránh xa những mối nguy này, cha mẹ hoặc người chăm sóc nên đặc biệt chú ý đến các dấu hiệu trẻ bị bạo hành sau. Về thể chất, theo thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân, giảng viên khoa giáo dục mầm non trường Đại học Hùng Vương, trẻ bị bạo hành về thể chất thường có thương tích trên cơ thể không giải thích được, trong đó bao gồm vết bầm tím hay chảy xước, chảy máu không rõ nguyên nhân và thường được nhìn thấy rõ khắp trên cơ thể. Trẻ có thể thường xuyên kêu đau đầu, đau bụng, buồn nôn. Dấu hiệu trẻ bị bạo hành thân thể còn bao gồm việc trẻ kém phát triển về thể chất, tăng hoặc giảm cân bất thường. Do đó, khi đón trẻ, cha mẹ cần để ý những điểm trên cơ thể của trẻ như lòng bàn tay, lòng bàn chân, kẽ nách, đầu, cổ, ngực, sau lưng, có vết bầm tím hay vết xước không, bởi đó là những vị trí mà các ác mẫu thường tác động vào để dọa dẫm trẻ. Về tinh thần, trẻ bị bạo hành có thể thường xuyên nói với cha mẹ hay người thân là không muốn đi học và thành tích học tập thường không tốt. Trẻ thường có cảm giác sợ sệt, e dè, ngại giao tiếp và tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả bố mẹ. Trẻ không chạy nhảy nô đùa như trước mà chỉ thu mình một chỗ, ôm đầu gối hoặc khoanh tay trước ngực. Ngoài ra, trẻ có thể hốt hoảng, ngủ không sâu giấc, gặp ác mộng, nghiến răng, cắn móng tay, thở dốc, toát mồ hôi, đái dầm hoặc chống đối lại cha mẹ cũng có thể là dấu hiệu đáng chú ý, cho thấy trẻ đang bị ảnh hưởng bởi vấn đề tâm lý nghiêm trọng. Tất cả những dấu hiệu trên của trẻ, cha mẹ không nên bỏ qua để phát hiện ra những sự việc bất thường trước khi quá muộn. Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân, để bảo vệ con, khi chọn trường, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ về nhà trường, như đội ngũ năng lực giáo viên có đạt chuẩn, môi trường giáo dục có đảm bảo, cơ sở vật chất tối thiểu đủ theo quy định của ngành, môi trường tâm lý thân thiện, an toàn, tôn trọng, các dịch vụ chăm sóc trẻ có phù hợp với điều kiện gia đình. Và đặc biệt, cha mẹ không nên gửi trẻ ở những nhóm trẻ không được cấp phép. Ngoài ra, các cha mẹ cũng cần luôn theo sát quá trình học của con để đảm bảo con được học trong môi trường tốt, tránh đi những nguy cơ. Đối với những bé nhỏ tuổi, lớp chồi, mầm, các bé chưa có khả năng hiểu biết cao, chưa nhận thức được sự bạo hành, cũng như chưa biết diễn đạt với cha mẹ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần theo sát camera trường học đối với cơ sở có camera. Cha mẹ cũng cần quan sát trạng thái hành vi của con khi ở nhà. Nếu con có dấu hiệu hoảng loạn, sợ hãi, có hành vi bạo lực hoặc một số hành vi bất thường khác, cha mẹ cần kiểm tra kỹ cơ thể con có vết tích bạo hành hay không, cũng như có những biện pháp theo dõi cần thiết. Với trẻ từ 4 tuổi, đã có khả năng nhận thức cũng như biết diễn đạt, cha mẹ cần dạy con các nguyên tắc tránh bạo hành khi đi học, dạy con cách trình bày thẳng thắn với cha mẹ những gì con nhận được ở trường, thường xuyên tìm hiểu, lắng nghe tâm tư của con để kịp thời xử lý các vấn đề không hay trước khi quá muộn.